Vâng, ngày hôm nay bên em sẽ làm một cái video khui cái nội thất của con SUV WeWood W2012, hàng chính hãng của WeWood và nhập khẩu tại Đài Loan. Thì các bác có thể thấy khung thùng được thiết kế màu vân gỗ rất là đẹp và sang trọng. Đây là tem của hãng WeWood, hàng chính hãng, đảm bảo các bác và anh em mua hàng yên tâm nhé. Và bảo hành 1 năm. Đây các bác có thể thấy từng đường nét của nó rất là hoàn hảo. Thì đây là cái bát của con SUV WeWood W2012. Đầu tiên nó nằm bảo vệ bởi một cái vòng bằng bạc rất là đẹp. Đó. Gông loa và cái bát 30 được phủ mà cái màng polyplast và gân cao su rất là mềm mại. Bác có thể ấn rất là nhún nhảy nhé các bác nhé. Đó thì làm và con này được thiết kế rất là nhiều gân xếp hình nón để tạo cho cái tiếng bát được sâu và mềm ở trên những cái mặt màng bát này, và gân rốn rất là lớn. Con này sở hữu được từ kép này các bác thấy không ạ? Từ kép rất là lớn. Con này thì nhận màu một cánh dán rất là chuẩn luôn của hãng. Đó. Và con này sở hữu từ kép này, các em có thể ngửa nó lên đây. Từ kép các nhá. Con này là từ kép này. Đó. Rất là lớn của hãng WeWood. Các bác nhìn từ là các bác có thể biết được, và cái khung xương rất chắc chắn, 6 xương. Đó, hãng WeWood này. Các bác thấy không? Hãng WeWood này. Và con này thì có thông số 500W và trở kháng 8 ohm. Model là W2012. Và con này thì công nghệ của Mỹ và sản xuất tại Đài Loan các bác nhé. Từ rất là lớn. Đó, lòng bàn tay kín luôn các bác. Rất là lớn luôn, các bác có thể nhìn thấy này, cận cảnh. Đó. Bên trong thùng vách thiết kế ma trận này. Đó, bông tia âm này, rồi các cái khung xương phía bên trong, và gỗ nó rất dày. Đó, gỗ nó rất dày. Những thùng vách mà được thiết kế chắc chắn ấy, và thùng gỗ nó đảm bảo thì cho tiếng âm trầm rất là tròn, vành vạnh và đặc biệt là rất là gọn. Đó, thì đó là phía bên trong của con SUV WeWood W2012. Em sẽ mở cái phần phía bảng mạch của nó ra. Vâng, sau khi em đã tháo cái bảng mạch thì các bác có thể thấy cái bảng mạch của nó rất là chắc chắn. Con này sở hữu công nghệ glass AB, vì thế nó cho cánh tản nhiệt rất là lớn để tản nhiệt nhanh. Bác có thể thấy các cái thông model này, model hãng WeWood này. Model là W2012, và con này thì công suất của nó đây ở ngoài là 500W thì các bác nhé, mà sản xuất tại Đài Loan. Đấy. Thế nên là phía đằng sau và cái volume này, các tần số này, cắt cốt này, và đường hòn tín hiệu hoa sen này, và tín hiệu của bằng cầu đỏ đen dây loa này. Đó, và đây là đảo khoa, thế là kết cấu phía đằng sau. Cái mẫu này thì được tích hợp thêm đường dẫn Canon, được cái có thể kết nối đường vào dạng dây Canon, đường input đây. Đây là lỗ cắm dây nguồn này. Đây là phía đằng sau này. Phía đằng sau trong bảng mạch đây ạ. Vâng, các bác có thể thấy không ạ? Một cái kết cấu quá là khủng khiếp. Một cái cục nguồn xuyến rất là lớn. Tất cả những thông số của nhà máy, một cục nguồn xuyến đồng rất là lớn đây các bác. Và con này thì các bác có thể thấy toàn bộ linh kiện của nhà máy, vì nó rất là đạt chuẩn. Rất là đạt chuẩn. Từng cái linh kiện nhỏ luôn các bác có thể thấy. Đó, linh kiện nhỏ luôn. Và con này gồm hai trở sứ này, hai tụ lọc nguồn này. Đó. Đây là bảng mạch phía đằng bên trong. Sau đây em sẽ xin phép được ghép lại, và bắt đầu chúng ta cùng có thể trải nghiệm được cái tiếng súp của trên con SUV WeWood W2012 này, bát 30 mặt trước nhé. Đấy, cái vỏ của nó bằng vân gỗ cực đẹp luôn. Vâng, sau quá trình mà bên em đã giới thiệu rất là tỉ mỉ về con SUV WeWood W2012 thì các bác có thể thấy phía trước được bảo vệ bởi một e căng lưới đa chiều rất là đẹp. WeWood đấy thôi nhé, WeWood. Và bát 30 về trước, bát 30 về trước. Với những linh kiện đi kèm thì con này nó có những cái chân đế rất là đa năng. Chúng ta sau này về chúng ta có thể bắt nhé. Chúng ta có thể bắt được chân đế ở phía dưới. Đó thì em test giới thiệu thì em để như thế này. Thì nhạc này là nhạc chưa có súp các bác nhé, nhạc chưa có súp. Rồi em sẽ mở súp lên, đi ạ. Dày hơn rất nhiều. Các bác nhé. Bát đã hoạt động rồi. Bác có thể thấy bát đã rung. Sống tôi kể
Vâng, khi mà chúng ta lên thêm cái giải siêu trầm hoặc là giải súp vào thì chúng ta có thể thấy nó dày hơn, nó hỗ trợ cái giải siêu trầm tốt hơn cho những đôi loa. Thì nghe cái bản nhạc nó được sâu và ấm, rất là đầy đặn. Mở to lên, càng mở to càng sướng các bạn nhé, càng mở to càng sướng. Em đang lấy tín hiệu từ lưng tiếng. Đấy, xung quanh hút là VKF212 này. Em vừa mở thân cho các bác xem đấy. Đấy, rất sâu. Vâng, thì nó là cái lên siêu trầm của con súp Vigor VKF212. Nếu mà nào mà muốn lấy thì hãy liên hệ ngay cho bên công ty bên em theo hai số la trên video nhé. Và Tiki Audio nằm ở 133 phố Trường Vân, Long Biên, Hà Nội. Các bác có thể đến trực tiếp và trải nghiệm. Rồi chúng ta tắt súp đi là chúng ta cảm nhận được ngay nó thiếu giải siêu trầm, nghe rất là lông, nó không được đầy, không được sâu. Xin phép được dừng video các bác nhá, và hẹn tất cả các bác vào các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.